Sau rằm tháng 9, bốn con giáp này đổi đời thành đại gia nhờ quý nhân phù trợ, tài lộc đầy nhà. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ai trong cuộc đời cũng mong muốn mình gặp được nhiều điều may mắn và thành công. Nếu như không được giàu có như bao người, thì ít nhất cũng có được cuộc sống bình yên bên người thân yêu. Nhiều người tuy không được sinh ra trong gia đình sung túc, đầy đủ, nhưng nhờ có tính cách vàng mà cuộc sống dù khó khăn mấy cũng vượt qua một cách ngoạn mục. Họ vốn thông minh, vì vậy chỉ cần gặp được thời cơ tốt thì cuộc sống khổ mấy cũng sẽ thăng hoa. Tử vi học có nói, trong năm 2020, nhiều người phải đối mặt với khó khăn, thử thách. Có người còn gặp khủng hoảng về tài chính, mất mát về tinh thần, nhưng chỉ cần vững tâm thì mọi thứ sẽ vượt qua. Thế nhưng, trời sinh bốn con giáp này hiền lành nên được trời ban nhiều phước lành. Từ rằm tháng 9 âm lịch trở đi, bốn con giáp sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt, những tháng cuối năm sẽ tìm được cơ hội đổi đời. Xin mời quý vị và các bạn cùng xem đó là con giáp nào trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên, tuổi Tý. Trời sinh những người tuổi Tý vốn thông minh, tài giỏi, làm việc gì cũng suy nghĩ trước sau rõ ràng. So với những con giáp khác, người tuổi Tý biết nhìn xa trông rộng, biết tích lũy và không bao giờ để cuộc sống lâm vào cảnh khốn cùng. Trong cuộc sống, người tuổi Tý biết tận dụng những ưu điểm vốn có và phát huy đúng lúc, đúng chỗ. Nhờ vậy mà dễ dàng gặt hái được nhiều thành công. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Tý không chỉ thăng hoa về vật chất mà còn viên mãn về tinh thần. Tử vi học có nói, trong năm 2020, nhiều người đã phải đối mặt với khó khăn, trắc trở, thậm chí có người còn chấp nhận hy sinh, mất mát. Tuy nhiên, đối với người tuổi Tý thì những tháng cuối năm Canh Tý sẽ là một bước chuyển bất ngờ. Cụ thể, từ rằm tháng 9 âm lịch trở đi, cuộc sống của người tuổi Tý sẽ có vận may lượn ngược dòng. Người tuổi Tý vốn thông minh, tài giỏi, chỉ cần gặp được thời cơ tốt thì họ sẽ thăng hoa. Nhờ có chính quan chỉ đường dẫn lối, bạn có thể chọn được những hướng đi đúng đắn cho mình. Nếu luôn giữ tinh thần làm việc nghiêm túc, có đầu, có đuôi thì nhiều khả năng bạn sẽ được lãnh đạo tin tưởng, mở ra con đường phát triển cho tương lai. Người đang thi cử cũng gặp được khá nhiều may mắn. Quan trọng là bạn phải tự giác ôn tập và có niềm tin vào chính mình. Thời điểm này, bạn nên nhìn thẳng vào thực tế trước mắt để có thể lập ra những kế hoạch khả thi. Bạn không nên dành quá nhiều thời gian cho sở thích cá nhân, vừa gây ảnh hưởng đến sức khỏe, vừa khiến công việc dễ xảy ra sai sót. Trên phương diện tài lộc, bạn làm ăn khá tốt, chủ yếu là nhờ bạn hợp tác với những đối tác khá đáng tin cậy. Có thể lợi nhuận sẽ không đến với bạn một cách nhanh chóng và ồ ạt, nhưng có thể nói bạn đang bước đi những bước khá ổn định trên con đường làm giàu. Vận may không chỉ đến với người tuổi Tý ở thời điểm sau rằm tháng 9 âm lịch ở cuối năm 2020 mà cho đến đầu năm 2021, tuổi Tý sẽ đón nhận được nhiều hỷ sự. Tuổi Mão. Trời sinh những người tuổi Mão sống tình cảm, nhân hậu, luôn biết đối nhân xử thế. Nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân giúp đỡ. Người tuổi Mão tuy không quá tham vọng nhưng được trời ban nhiều phước lành, họ sẽ gặp được nhiều điều may mắn, gặp được nhiều người tốt. Trong cuộc sống, tuổi Mão sẽ gặt hái được nhiều thành công nếu như họ biết tận dụng cơ hội xung quanh. Bước vào một giai đoạn nhất định, đa số tuổi Mão đều công thành, danh toại. Nếu không là đại gia thì ít nhất cũng là người có của ăn, của để. Tử vi học có nói, trong năm 2020, cuộc sống của tuổi Mão sẽ có nhiều chuyển biến đáng mong chờ. Vốn dĩ năm 2020, tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn. Tuy rằng những tháng đầu năm có hơi khó khăn, thử thách, nhưng những tháng cuối năm sẽ được đền đáp xứng đáng. Cụ thể, từ rằm tháng 9 âm lịch trở đi, tuổi Mão sẽ có quý nhân và thần tài phù trợ. Càng làm việc, càng thành công, cuối năm nay có khả năng đổi đời bất ngờ, tình tiền viên mãn. Người tuổi Mão nếu biết chấp lấy thời cơ, bạn không chỉ đạt được thành công trên lĩnh vực sự nghiệp, tài lộc mà tình duyên cũng sẽ có dấu hiệu khởi sắc nhất định.
Dù có được sự trợ giúp của nhị hợp mà tháng này bản mệnh làm điều gì cũng suôn sẻ. Tuổi Mão nên nhìn thẳng vào sự thật để đánh giá chính xác tình hình cũng như năng lực của bản thân. Nhờ thế mà đưa ra những kế hoạch chính xác. Có định hướng rõ ràng, cộng thêm tinh thần hăng hái, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, con giáp sẽ phát triển một cách nhanh chóng, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, điều cần lưu ý trong tháng này là bạn trở nên cả thèm, chóng chán. Hãy giải quyết tận gốc việc này trước khi bắt đầu việc khác. Trên phương diện tài lộc, nhị hợp cũng giúp đỡ bạn trong việc mở rộng các mối quan hệ. Bạn có cơ hội tìm được những đối tác triển vọng, đôi bên hợp tác làm ăn có lợi. Nhờ sự đồng tâm, hiệp lực, đôi bên có thể cùng chung tay giải quyết khó khăn, mở rộng phạm vi kinh doanh, tiếp xúc thêm các mối quan hệ khách hàng mới. Người trẻ tuổi với nhiều khát vọng và hoài bão cũng đạt được những bước tiến đầu tiên có hy vọng. Tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Họ là người sống ở hiện tại nhưng luôn lo nghĩ cho tương lai phía trước. Tuổi Tỵ sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Ngược lại, họ tích trữ, dành dụm những khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống tương lai. Tuổi Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tích trữ, dành dụm tiền bạc. Bởi vậy, cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh. Với con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi Tỵ dễ dàng có được những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường. Từ đó, xác định được mặt hàng mình cần phải phát triển. Tử vi học có nói, trong thời điểm rằm tháng 9 âm lịch, người tuổi Tỵ sẽ gặp được rất nhiều may mắn. Cả sự nghiệp và tình cảm đều có bước tiến đáng kể, khiến bạn luôn có tinh thần hăng hái, sẵn sàng bắt tay vào mọi việc. Theo tử vi cho thấy, người tuổi Tỵ do được nguyệt lệnh lâm quan hỗ trợ nên con giáp tích cực và năng nổ hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Bản mệnh không còn phụ thuộc vào bất cứ ai mà tự lập, tự chủ, hoàn thành mọi công việc một mình. Rất có thể cấp trên sẽ hài lòng với sự thể hiện của bạn và cho bạn nhiều cơ hội để thể hiện năng lực bản thân. Song bản mệnh cần phải nhờ, dù có đạt được thành công hay có được cấp trên ưu ái, bạn cũng trở nên tự phụ và kiêu ngạo. Trên phương diện tài lộc, bản mệnh làm ăn cơ bản là tốt, các mối quan hệ rộng rãi sẽ đem lại cho bạn nhiều lợi ích. Cộng với thái độ làm việc cần cù, chăm chỉ, bạn sẽ nhanh chóng kiếm được một khoản tiền kha khá. Tình cảm của bản mệnh phát triển tốt trong tháng 9, nhiều tin vui báo về khiến bạn luôn trong tình trạng tinh thần hưng phấn. Người độc thân có cơ hội tiếp xúc với những đối tượng triển vọng, bạn có thể nhân cơ hội này để tìm ra người phù hợp với yêu cầu của mình. Trong khi đó, những người đã có đôi, có cặp đang ngày một xích lại gần nhau hơn. Tuổi Dần. Trời sinh tuổi Dần là những người tính cách thẳng thắn, mạnh mẽ, kiên định. Họ sẵn sàng đối mặt với khó khăn vất vả để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Người tuổi Dần không ngại cực khổ, họ thậm chí còn có thể đánh đổi mọi thứ, nhưng chỉ cần đạt được mục đích là không lo gì cả. So với những con giáp khác, tuổi Dần tâm niệm rằng càng thử thách sẽ càng khiến họ mạnh mẽ hơn. Họ tin rằng mọi công sức đều được đền đáp xứng đáng và rồi cũng có ngày gặt hái được quả ngọt. Tử vi học có nói, trong năm 2020, những người tuổi Dần phải đối mặt với không ít khó khăn trắc trở. Có người còn gặp khủng hoảng về kinh tế, cuộc sống lao đao không ngừng. Tuy nhiên, từ rằm tháng 9 âm lịch trở đi, cuộc sống của tuổi Dần sẽ có khởi sắc bất ngờ. Những kế hoạch và dự định đầu năm sẽ được vận hành trơn tru, kéo theo tài vận dồi dào, làm việc đến đâu, thành công đến đó. Trong thời điểm này, nhờ có tam hợp nâng đỡ, bạn gặp được nhiều điều thuận lợi đến bất ngờ. Quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn có nhiều cơ hội tiếp xúc với những cơ hội triển vọng, giúp sự nghiệp phát triển. Còn những người theo lĩnh vực học tập, nghiên cứu hay phải thi cử cũng sẽ đạt được những kết quả khá khả quan. Tháng này, bạn sẽ có thể gây ấn tượng tốt đẹp cho những người tiếp xúc với mình. Trên phương diện tài lộc, tháng này là thời điểm thích hợp để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn và xây dựng những mối quan hệ khách hàng, đối tác mới. Khoản tiền của tuổi Dần kiếm được chủ yếu đến từ những hoạt động này. Nguyệt lệnh trường sinh là dấu hiệu khá rõ ràng, minh chứng cho sự hứa hẹn trong sự nghiệp của tuổi Dần. Cuối năm nay, đầu năm sau, tuổi Dần hãy chuẩn bị tinh thần đổi đời, sự nghiệp không những thăng tiến mà còn làm tiền đề phát triển hương thịnh vào sau này. Sau khi xem tổng quan tử vi, bạn có thể thấy được trong thời điểm này, rằm tháng 9 âm lịch, tuổi Tý, Mão, Thìn, Dần gặp khá nhiều may mắn trong tháng, tình tiền đều dư giả.
Nhưng may mắn không thể có mãi, bạn hãy tận dụng vận may này để tạo ra bứt phá ngoạn mục hơn cho những tháng ngày đen đủi do dịch bệnh. Chính vì vậy mà thầy Gia Cát khuyên các con giáp hãy đeo pháp khí bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân đến tương trợ và giúp đỡ bản mệnh trên con đường sự nghiệp, đầu tư và kinh doanh thời điểm này. Đồng thời khi mang theo pháp khí bên mình hàng ngày sẽ giúp xua đuổi được những hung tinh. Vòng có sức mạnh to lớn như vậy là do kết cấu của vòng rất đặc biệt. Mặt trước của vòng là 8 pháp khí lớn của nhà Phật, cộng thêm vòng trong cùng được khắc bộ lục tự đại minh chú Umani Padme Hum, mặt sau là một bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, kèm theo đó là hình ảnh đài sen được chạm khắc tinh tế. Cuối cùng là phần trên của vật phẩm, phần có một bông hoa bạch liên tượng trưng cho sức sống mãnh liệt và thuần khiết. Tất cả đều tạo nên một vật phẩm hoàn hảo giúp bạn có một cuộc sống gặp nhiều điều tốt lành, tiền tài dư dả và luôn bình an. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất cứ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.